thứ 6, ngày 26 tháng 1 năm 2018, 08, 10 am, GMT cộng 7, tin liên quan một cầu thủ của U23 Việt Nam được đẩy giá lên 2 triệu USD. Các giải đấu quốc tế thường là dịp để mỗi thủ thể hiện lòng tự tôn dân tộc khi được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của tổ quốc. Tuy nhiên với một số khác, đó cũng là thời điểm thích hợp để có những màn phục thù khi các đội tuyển quốc gia đụng độ nhau. Mấy ai có thể quên được pha ghi bàn của Helder Uxa cho Bồ Đào Nha để cản bước Tam Sư tiến vào bán kết Euro 2004, sau khi vừa trải qua một mùa giải bị lãng quên tại Premier League cùng Tottenham Hotspur. Rất có thể, Lương Xuân Trường sẽ làm được điều tương tự cho DT Việt Nam tại trận chung kết U23 châu Á 2018 trước U23 Uzbekistan và nâng cao chức vô địch trước sự chứng kiến của NSM bóng đá Hàn Quốc. Xuân Trường từ lâu đã được đánh giá là một cầu thủ chất lượng, một tiền vệ có nhãn quan cùng khả năng đoán biết được những thứ sắp sửa diễn ra trên sân. Suy nghĩ nhạy bén luôn giúp anh đưa ra những quyết định trước khi đối thủ kịp phản ứng. Bên cạnh đó, tiền vệ người Tuyên Quang cũng là một tấm gương và là một người đội trưởng mẫu mực để SLV trưởng Park Hang-seo đặt trọn niềm tin. Không giống như hầu hết các cầu thủ Việt Nam, Xuân Trường tìm tới những thách thức lớn hơn khi chọn Hàn Quốc là nơi chơi bóng. Mặc dù hoàn toàn đáp ứng được các yếu tố chuyên môn để có thể thi đấu tại K-League. Tuy nhiên, sau 2 mùa giải cùng Incheon United cũng như Gangneung, tiền vệ 22 tuổi gần như không chiếm được sự tin tưởng từ các SLV và liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị. Trước điều diệu kỳ, anh vừa viết nên cùng DT Việt Nam, những câu hỏi từ người hâm mộ liên tục được đặt ra, liệu ai có thể biết được rằng Xuân Trường sẽ trở thành một cầu thủ thế nào nếu được thường xuyên thi đấu trong những mùa giải đã qua tại K-League? Và rồi sẽ ra sao nếu tài năng của anh được mài dũa bởi những SLV thực sự có tầm nhìn? Mặc dù không thể nói khoảng thời gian tại Hàn Quốc của Xuân Trường là lãng phí, nhưng tiền vệ người Tuyên Quang xứng đáng được nhiều hơn so với những gì anh nhận được. Định kiến về các cầu thủ Đông Nam Á đã được thiết lập từ lâu trong tiềm thức của mỗi người dân Hàn Quốc hay cũng như Nhật Bản. Tuy nhiên sau giải đấu này, suy nghĩ ấy có lẽ sẽ phải thay đổi phần nào trước sự nhiệt huyết và tinh thần bền bỉ tới từ chính những cầu thủ tài năng của Việt Nam. Những con người được lớn lên trên mảnh đất đã trải qua biết bao lầm than, khổ và nghiệt ngã để có được như ngày hôm nay. Giải đấu lần này không chỉ là cơ hội cho Việt Nam chứng tỏ rằng họ đang thật sự trở thành một thế lực tại châu Á, mà còn là cơ hội cho chính Xuân Trường để chứng minh bản thân anh đang dần vươn lên như ngôi sao hàng đầu trong khu vực. Sẽ thế nào nếu như Xuân Trường nâng cao chiếc cúp trong trận chung kết tới cùng SLV Park Hang-seo? Và thật trớ trêu làm sao khi chỉ ở Việt Nam, tiền vệ này mới có thể tìm được một SLV Hàn Quốc thực tin tưởng anh. Sự gắn kết giữa hai thầy trò không chỉ được khẳng định trên sân cỏ. Xuân Trường và ông Park trước đó đã cùng vỡ òa trong nước mắt sau chiến thắng trước Iraq và Qatar và rồi cùng tiến tới ôm chầm lấy nhau bên ngoài đường biên. Nếu có lần tới, SLV Park Hang-seo có lẽ sẽ thì thầm vào tai người đội trưởng U23 Việt Nam rằng đã đến lúc trở lại và cho người Hàn thấy họ đã phạm phải sai lầm nhường nào. Cách Lương Xuân Trường, đội trưởng U23 Việt Nam, U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á, Hàn Quốc, K-League, SLV Park Hang-seo, Incheon United, Gangneung, bóng đá Việt Nam, thể thao Việt Nam, chung kết U23.